thưa bà ạ. Dạ. Thế đừng quá trời quá trời trời ơi. À! Cái gì mà la như vậy? Sao nói cái gì? Hả? Xuống đó hả? Không bà đâu có nói gì à? Anh ơi, em muốn làm vợ anh kìa. Đi đâu mà mắn mến quá. Lần đầu tiên cho phép làm tiếng hàng trên gửi là kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Mỹ thôi. Nhỏ quá Mỹ thôi. Mỹ thôi. Mỹ ơi. Nhớ tôi không? Thiệt không? Thầy đi. Thầy giơ tay lên. Hồi ngoại cũng nhớ con nữa hả? Chúng như vợ con. Dạ. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi Lâm Tiến Khang được trở về Mỹ Tho, nơi mà những gương mặt rất là dễ thương và dễ mến nè. Love you, my... những MC của Lâm Tiến Khang. Love you, xin cảm ơn rất là nhiều. Một bài hát rồi được. Hát sao vậy? Hả? Con có kêu không bây giờ? Dạ. Và bài hát vừa rồi là một bài hát mà Lâm Tiến Khang vừa mới cho phát hành trên kênh YouTube Khang Đầu Phim. Một sáng tác nhạc hoa lời Việt của Lâm Tiến Khang, bài hát được mang tên Từ Đây Chúng Ta Không Ai Nợ Ai. Nếu mà các bạn xin nghe bài hát này á, nhớ vào tối nay vào kênh YouTube Khang Đồ Phim của Lâm Tiến Khang, gõ cái bài Từ Đây chúng ta không ai nợ ai, các bạn sẽ nghe được bài hát này ạ. Vâng ạ. Và bây giờ là đại gia đình ơi, vừa rồi thì Lâm Tiến Khang vừa mới kỷ niệm 18 năm ca hát của Lâm Tiến Khang. 18 năm rồi đó, thấy ghê chưa? Quá trời già luôn rồi. Dạ. Bây giờ cho phép Lâm Tiến Khang xin nói một lời từ tận trong trái tim của mình gửi đến thế giới Mỹ Tho. Xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn khán giả Mỹ Tho đã yêu mến và nuôi dưỡng Lâm Tiến Khang suốt 18 năm qua. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý ông Nam Thanh tuyệt vời quá quý ơi. Cho anh quý một tràng pháo tay thật lớn mọi người ạ. Cho ông Thanh nghe đã quá. Ok, và Khang biết nè, nghe Khang hỏi nè, ở đây là không biết là có ai thời người những mà cái người yêu thích Lâm Tiến Khang thời 8X, 9X thôi mà, giơ tay cao. Mà ngoài 6X mày ơi. Ok gì nè, Khang biết được rằng á, các em nhỏ ở đây nè, những em nhỏ ở đây nè, là lần nào đi hát, đi coi Lâm Tiến Khang hát là cũng muốn chụp hình với Lâm Tiến Khang hết. Nhưng mà các bạn thấy Lâm Tiến Khang hát cái chương trình nào cũng vậy, coi trên YouTube á, thấy chương trình nào mà Lâm Tiến Khang hát xong cái Lâm Tiến Khang bỏ chạy mất tiêu rồi, không có ở lại chụp hình. Giờ hôm nay cũng nói cho các bạn hiểu như thế này nha. Thật sự ra nếu mà Lâm Tiến Khang đứng ở lại chụp hình á thì rất cực cho những anh bảo vệ. Tại vì nếu mà ở lại thì cái trách nhiệm mà bảo vệ cho Lâm Tiến Khang nè, Lâm Tiến Khang bước vào sân khấu á mà có bất trắc gì á thì các anh chịu trách nhiệm rất là cao. Nếu như mà Khang rất là thích ở lại chụp hình luôn, nhưng mà nếu mà hát xong bây giờ bu lại quá trời quá đất mà lỡ có chuyện gì là mấy anh rất là chịu trách nhiệm với lại Lâm Tiến Khang. Nên mọi người cũng thông cảm cho mấy anh nha mọi người nhé. Bây giờ nè, hôm nay để bù đắp lại, tôi sẽ bù đắp lại. Tôi sẽ dành tặng một tấm hình mà kỷ niệm mà phải nói là đáng nhớ của cuộc đời mấy em luôn. Các anh ơi, cho em chuẩn bị xin phép con này. Tội nghiệp nào lắm. Anh ơi, đi xíu đó. Không có khóc nha. Đi xíu đó. Em xin phép cho mấy em nhỏ lên đây với em nha. Em cho phép mấy em nhỏ lên nha. Còn mấy người nào có râu cũng cho lên nha. Lịch sự đàng hoàng, từng người lên không được chạy nha. Ai có con nhỏ cho lên đây với Lâm Tiến Khang chụp hình nè. Lên đây. Con lên thôi, mẹ đừng lên. Mấy đứa nhỏ đi thôi. Ai mà bồng ấm được cũng cho lên. Rồi lên mấy con, lên đây chụp hình một bộ hình kỷ niệm với chú Lâm Tiến Khang nha. Để mà đi coi chú Lâm Tiến Khang về mà không được chụp hình gì hết. Rồi từ từ lên luôn. Mấy anh nhỏ thôi, đúng rồi. Cảm ơn mấy anh đại sĩ rất là nhiều. Cảm ơn mấy anh, không cho người lớn. Rồi ra ngoài sau, ký cái gì? Ký liền hả? Tí xíu ký không được sao? Rồi về đốt ra uống hai lần ha. Ra phía sau sắp hàng, ra phía sau, con nít mình được lên, người lớn không được lên. Một tấm hình, thôi ông về ông cạo râu giùm tôi đi. Một tấm hình mà kỷ niệm mà phải nói sau này các em sẽ lớn lên, sẽ làm những nhân tài của đất nước. Ví dụ như là hoa hậu nè, kỹ sư này nè. Rồi, ra phía sau. Thôi, chút xíu tôi chụp cây giờ tôi không có gắn chụp đâu. Giờ nghĩ sao kêu tôi lên đây chụp hình. Trời ơi, đâu mà con nhiều vậy. Đẻ sao khéo vậy. Không, nhỏ không được đâu. Rồi, mấy em nhỏ,
đây là cái tấm hình mà anh Khang bù lại cho các em mà mỗi lần mà anh Khang hát xong anh Khang bỏ chạy nè. Nha, yeah, ok. Rồi, hết rồi phải không? Ok, rồi em nhỏ lên thôi. Em nhỏ lên thôi. Rồi lên đi con. Còn nữa không? Ở còn nữa hả? Lên luôn đi. Đó. Anh em Hậu Nam là phải lên hết. Đó, lên đi, ok. Rồi, lên, lên nữa đi. Lên. Trời ơi, anh dậy sẽ nhiệt trình quá của trình tổ quân đó. Lên. Ok, cha mẹ chuẩn bị máy ảnh đi nha. Một cái ảnh mình nhớ đời luôn nè. Đem về rửa ra nhớ đựng cho toilet nha. Lên. Lên luôn. Đó, dữ dằn chưa? Ok chưa? Rồi tắt đúng rồi, nghe ra phía sau. Rồi cha mẹ chuẩn bị chụp hình chưa? Chuẩn bị chụp chưa? Xong lên sân khấu đem heo lên chi vậy? Rồi chúng ta chuẩn bị chụp hình nha. Rồi ok được rồi nha. Rồi ok bây giờ chúng ta nè. Tất cả nghe lời anh Khang. Dồn qua đây bấm nè, dồn qua đây bấm nè con. Dồn qua đây, dồn qua, dồn qua, dồn qua, dồn qua. Rồi đủ rồi, đủ rồi. Đừng cho lên nữa nha mấy anh. Ok được rồi đó. Rồi cảm ơn mấy anh nhiều. Dồn qua đây xíu, dồn qua, dồn qua. Rồi nghe lời anh Khang nè. Dép về ông đâu? Dép ông đâu? Dép đâu? Sao mấy ông này cứ dời ra dồn ra phía sau? Không nghe lời tôi là tôi cho xuống hết nha. Ông làm gì ông đưa số 2 hoài vậy? Xuống đi tí xíu cho chập nha. Để tôi không dám ông này cái nè. Con tên gì? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ai dịch được giùm tôi đâu? Nhiêu tuổi? Mấy rồi. Nói gì vậy? Mấy tuổi, mấy tuổi, mấy tuổi? Nước nữa. Dép đâu? Mới tuổi mấy, 2 tuổi cho nó gặp. Dép đâu? Dép của con đâu? Làm gì ông ngậm nó mới vô rồi vậy? Đâu phải đùi gà đâu ngậm. Dép của con đâu? Anh thằng này ông không biết dép ổng ở đâu luôn. Rồi, chúng ta cùng chụp hình nha. Tất cả nghe lệnh răng, lùi xuống một bước. Không dám sửa. Lùi vô. Đại ca. Đại ca. Lùi một bước. Hả? Ông có cảm nhận được cái nào lùi cái nào tiến hả? Đại ca. Lùi một bước. Này dân xã hội nói chuyện khó nghe quá. Nó hồi ông đánh tôi luôn á. Rồi nghe lời lên khăn. 1, 2, 3. Nhiêm. Để chúng ta cùng chụp hình nha. Con đi ca. Ok. Nè. Trước khi hát các khúc kế tiếp thì cho phép anh Khang nè. Anh Khang sẽ kiểm tra lại kiến thức nhà trường của các em nha. Kiểm tra lại kiến thức nhà trường của các em. Bài hát này bắt buộc các em phải thuộc. Nếu ai không thuộc anh Lâm chắc Khang sẽ dần. Giờ sau này về Mỹ Tho sẽ không giao lưu với các em nữa. Chuẩn bị nè. Nghiêm. Chào cơ. Chào. Đoàn quân Việt Nam đi. Còn nhỏ như vậy mà yêu nước là tôi thấy hạnh phúc rồi. Nè tôi dạy cho chào, mai mốt mình chào là mình phải chào làm gì nè. Nha, đừng có chào làm gì nha. Ok, ok, rồi, ok. Nè, bài hát này chú Khang mong là các con sẽ hát chung với chú Lâm Tấn Khang nha. Ai mà không cho chú Khang hát là dành cho, không cho chú Khang hát luôn ha. Chú Khang sẽ kéo ra và hung lên một cái. Ok không? Đó là yêu cầu bài hát được mang tên Hậu Nam Super Sa.